Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ASML Audio. Vào ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 2020, thì ASML Audio đã nhận được một cái đơn hàng của anh Bình. Anh có địa chỉ tại Quảng Ninh. Anh đã thông báo với ASML Audio là anh có một không gian phòng là 50 m² và một nhu cầu muốn sử dụng một dàn karaoke mà trong đó có một cục súp, audio center và các cái thiết bị hàng chất lượng liên quan trong cái video vào ngày 2 tháng 1 2020 để review về cục súp BF218B cộng. Thì ngày hôm nay thì Esmodo sẽ làm một cái video tổng thể để gửi đến anh Bình ở Quảng Ninh và sau đó là gửi đến các bác cùng trải nghiệm bộ dàn karaoke với mức giá là 66 triệu, gồm những thương hiệu rất là nổi tiếng, rất là hot trên thị trường hiện nay. Vâng, video này thì Esmodo sẽ cùng các bác trải nghiệm chất âm của một cục súp Audio Center BF218 cộng, cùng với đó là một cục đẩy Audio Center VA1201 với công suất là 1200W một vế để đánh vào cục súp hơi đó, và tiếp tục đó là một cục đẩy AAP STD8004 để đánh vào 4 quả loa Erik 2012C, và tiếp theo đó là một chiếc quản lý nguồn của TD Acoustic BS602, một bộ mic Crowd không dây Aspect MK18 và thiết bị xử lý trung chuyển âm thanh, đó là một chiếc vang số Aspect APP 9800. Tổng bộ dàn này có mức chi phí đầu tư đó là 66 triệu. Và ngày hôm nay thì Esmero sẽ cùng các bác trải nghiệm chất âm. Và bây giờ xin mời các bác cùng anh Bình theo dõi hết xem video để cùng cảm nhận. Và chúng ta sẽ test chất súp. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem. Riêng chỉ súp nữa. Rồi và chúng ta sẽ test thêm một cái bản về phần lời đi, cả phần lời của phần súp đi, thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận rõ được cái chất âm của nó. Xin mời camera có thể linh hoạt di chuyển ra vào để cảm nhận rõ được cái chất súp. Tuy nó đánh rất là xa nhưng mà chúng ta thâu được chất súp này, chúng ta sẽ phải đứng ở tầm tầm này này thì nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi bây giờ sẽ là một bản nhạc
记得从你眼中滑落的泪，伤心。